được 5 phút. Cái gùi đúng không? Đúng. Bên phải là cái gì anh? Cái này. Cái tròn tròn hai cái hả? Hai cái đeo nhớ. Nhưng mà họ sách hay là họ đeo? Cái đấy là sách. Sách à? Tay cái này là đeo vào sau lưng này. Cái gánh đồ để gánh đúng rồi. Họ gánh gánh rau đi bán. Đúng rồi, cái đấy để gùi này. Gùi này. Mâm đồng thì xe đạp. Mâm đồng này. Mâm đồng đây. Cái xe đạp. Cái cây này cổ. Đâu cây đâu anh? Đấy. Cây này là chữ cây đồi đúng không anh? Ừ đấy. Cái nưỡi cây ở dưới mình ấy là nó dài hơn. Đây, nưỡi cây mình ấy. Đây. Ở đây không thiếu một cái gì cả. Xe đạp của hồ, xe thồ. Nồng chim cô gái này. Xe đạp cái bừa này. À cái bừa đây, cái bừa đây. Cái này là mình sắc. Nồng lắm rồi mới nhìn thấy cái bừa. Cả vai ốc ấy. Cân này. Cân cân này. Cân tạ. Cân tạ đấy. Cân đúng rồi. Không thiếu một gì, cân 10, cân 30. Cái loại này bây giờ người ta ít dùng rồi. Đấy. Rồi, rồi chuyển sang thời cân số, một cái này thành đồ hiếm. Đây đây có một cô. Đây nhân viên. Xinh chưa? Đây có phải cái gùi không? Đấy cũng là gùi. Cũng là cái gùi. Cái gùi nhựa. Hồi ấy nè. Là anh đưa tin được gọi là gì nhỉ? Nên đây là những năm 80 và trước. 1980. Đây là. Quay cái mông gỗ kìa. À vào. Mâm gỗ kia, yeah, đây mâm gỗ này. Bánh xe bò này anh này. Phải không? Bánh xe bò. Cái này là cái gì? Vai bò. Vai trâu. Vai nhỏ này chắc là vai trâu rồi. À vai bò. Bò. Gâu xong. Đấy. Đây là gâu tay chứ không phải gâu lòng, đây chứ gâu thòng. Đúng rồi. Cái này mình ngày xưa hay đi tát cá ở mương lắm này. Quang gánh cổ này. Nhìn thấy quang gánh cổ quay sát vào. Đâu. Cái cân ngày xưa, cân địa chủ này, quang gánh này. Nhìn thấy chưa? Quang gánh cổ. Cân địa chủ đây anh. Đấy. Anh cân địa chủ. Cái gì? Này, đây này. Đây là cái cối xay bột. Cối xay bột. Cối xay bột cho trẻ. Đấy. Thường là xay. Nồi nấu rượu cổ này. Rồi, nồi đồng. Đâu. Họ không cho sờ mình quá. Cối họ không cho sờ đây, không quay. Không nhưng mà họ nói là không sờ. Không sờ vào. Nhưng mà không có câu được cấm gõ, người ta vẫn gõ bình thường, đúng không? Cối đá ngày xưa này. Đấy. Cối đá cạo đấy. Đúng rồi. Còn thế hệ mới. Nên là tất cả các cái vật dụng này là đang được quay ở khách sạn Hoàng Sơn ở phường Trường Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ôi rất nhiều xe đạp. Các loại xe từ đời lâu rồi. Anh cứ đi anh giới thiệu đi. Anh biết con gì đấy không? Con đại bàng. Không. Chim gì nhỉ? Giống một chim công nhiều hơn. Không phải. Không, mà hoặc là chĩ. Gọi đấy là con chắc là chĩ. Bình ga cổ. Không thiếu cái gì cả. Đây, đài cổ này. Đấy. Đài cổ nhá. Mà máy thông tin ở đây không thiếu một cái gì, thông tin vô tuyến điện đấy, sân bo đường này, cân vàng, cân tiểu ni đấy, bình thường Cái này không biết không? Không. Cái này là đeo cổ con trâu và là cái mũa. Ồ thế à? Đúng rồi. Đàn trâu là đi là cũng cái này mũa đầu tiên đấy. Con trâu thường là treo vào con đầu đàn. Đấy, con đầu đàn nó đi nó mũa đầu đàn nữa đấy.
Đây nồi đồng đây. Đây là chậu đồng. Chậu đồng. Ừ. Thau, đây là cái thau này, cái cục quậy cái thau. Thau đấy. Ôi giời, vật dụng này quý hiếm lắm đấy. Nhanh lên, còn có mấy giây nữa là hết thôi. Mấy giây nữa là đầy mà. Em sẽ đây, quay cái địa điểm quay khách sạn ở Hoàng Sơn.